Có thể là sau video này anh em tập tành làm streamer hết luôn, thì là không có ai coi tôi nữa hả? Mấy ông nhìn cái chất lượng của một em webcam mang lại nè, nét căng. Ok, hello anh em, welcome back to channel của Gen Z và mình là Youth đây. Hôm nay mình có một cái sản phẩm cực kỳ nhỏ gọn, xinh xắn mà những cái tính năng trong em webcam này á thì lại cực kỳ xịn sò. Cá nhân tôi thì đã sử dụng và trải nghiệm em này được hơn một tuần rồi. Em này là một cái webcam nhỏ gọn từ Osbot Tiny Highlight. Anh em có nghe về cái tên này chưa? Nếu mà chưa thì xem hết video nha. Rồi, nói một chút xíu về thiết kế của em webcam gần năm cũ rồi đi ha. Tổng thể của em này thì được build từ nhựa nhám, là cầm khá là nhẹ tay. Khi mà đặt em này cạnh những cái mô hình nhỏ nhỏ thì em này cũng không quá là lớn đâu. Nói chung là mẫu mã của em này không quá to cũng không quá nhỏ đối với một cái thiết bị webcam. Bên trong em này thì được trang bị cảm biến CMOS, có sẵn 2 micro MEMS với 2 chế độ giảm tiếng ồn và âm thanh nổi. Ví dụ mà vào Discord chơi game với anh em mà chưa kịp mua mic á thì dùng tạm em micro có sẵn trên webcam luôn cũng ok là phết. Còn trong trường hợp mà anh em sử dụng webcam để livestream và có di chuyển nhiều á thì nên dùng thêm micro không dây nha. Giống như là những cái livestream bán hàng á, mình đâu thế nào mà ngồi một chỗ đâu đúng không? Mình phải di chuyển đi qua đi lại thì nên sử dụng thêm một cái micro không dây nữa để đảm bảo chất lượng nha. Ngoài ra dù anh em dùng màn hình mỏng hay là màn hình dày thì khi mà treo cái em này lên nó vẫn cảm giác được cái sự nhẹ nhàng luôn. Tiny Highlight sẽ có một cái chân đế gập kèm với một cái lỗ ốc 1/4 để mà tiện hơn trong cái việc gắn lên chân cho webcam ha. Kiểu như ai mà không thích kẹp webcam lên màn hình á thì có thể gắn thêm chân tripod cho webcam rồi tùy thích điều chỉnh những cái góc quay, độ dốc nó dễ dàng hơn. Phần đế xoay của webcam thì sẽ xoay được 360 độ, còn riêng phần camera thì nó xoay được 180 độ nha. Anh em có thể kết nối camera qua cổng Type-C như thế này hoặc là cổng USB-A. Đầu USB-A và dây C2C thì sẽ được tặng kèm khi mà mua, nên là anh em không phải lo đâu. Trong cái quá trình sử dụng chỉ có một điểm làm tôi hơi tiếc thôi, đó chính là em webcam này không có hit 500 được. Nhưng mà phiên bản Tiny 2 thì lại có nha. Cá nhân tôi thấy thì em webcam này sẽ phù hợp với anh em nào đang sử dụng PC mà muốn video call, livestream hay là quay video chẳng hạn, thì sở hữu của em Osbot Tiny Highlight này là vô cùng hợp lý luôn. Rồi, sơ lược về thiết kế là như vậy ha. Phần tiếp theo tôi sẽ cho mấy ông thấy là em webcam này hoạt động như thế nào. Ok, một điều chắc chắn rằng là nếu như không cấp nguồn cho em webcam này thì em này sẽ không thể nào hoạt động được. Cho nên là điều đầu tiên mấy ông phải nhớ là cấp nguồn cho webcam trước ha. Vì dây nguồn của webcam là Type-C, nếu như mà anh em nào mà không có cổng Type-C thì vẫn có thể dùng với USB-A nhờ cái đầu chuyển đổi có sẵn luôn. Hầu như là tương thích với rất là nhiều máy trên thị trường rồi. Sau khi mà đã cấp nguồn cùng với bộ dây sẵn có trong hộp thì anh em cần tải thêm app Osbot ha. App có thể tải trực tiếp từ website luôn. Tôi cũng sẽ đính kèm cái link tải trong phần mô tả, nên là anh em nhớ check nha. Và nếu như anh em có để ý thì độ phân giải cao nhất mà Osbot Tiny Highlight mang lại là 4K 30 frame, nhưng mà tôi thì thường dùng ở mức chất lượng là Full HD 30 frame thôi là đã đủ dùng và thỏa mãn được cái nhu cầu dùng rồi. Còn tùy thuộc vào anh em mua về dùng max 4K luôn vẫn được ha. Điểm đặc biệt mà tôi khá là thích ở em webcam nhỏ xíu này là tốc độ bắt nét của em khá là nhạy và nhanh nè. Tôi giơ bất kỳ một cái sản phẩm hay là một vật nào đó lên thì em này bắt nét được khá là chuẩn luôn. Chủ thể thì rõ, background thì được làm mờ ngay sau lúc đó luôn. Ngoài ra thì em này có những cái tính năng AI human tracking, như là tracking theo dõi gương mặt và cả body nè. Tự động zoom in và zoom out theo cử chỉ tay luôn. Cá nhân mình trải nghiệm em webcam này gần hơn một tuần rồi đó, thì mình thấy cái việc mà em này nhận diện để tracking theo chủ thể nó đang khá là ổn định và tốt. Nhưng mà có một cái vấn đề là khi có nhiều hơn một chủ thể trong khung hình thì phần tracking nó sẽ hơi loạn một chút xíu, thậm chí là chuyển hẳn sang người kia luôn, hoặc là không tracking tiếp tục nữa. Nói đi thì cũng phải nói lại, mua webcam về thì cũng chỉ dùng cho cá nhân mình thôi, nên là tôi thấy cái điểm này nó không có ảnh hưởng đến lúc sử dụng thực tế lắm. Về phần tỷ lệ khung hình thì anh em cũng có thể tùy chỉnh thành khung dọc hoặc là khung ngang nè, tùy vào cái nền tảng mà anh em đang sử dụng luôn ha. Rồi, có một cái này mà tôi nghĩ là các chị em sẽ cực kỳ thích luôn, đó chính là phần retouch, là mình sẽ có một cái lớp makeup ở trên mặt như thế này. Đó, ở nhà mà lười quá không chịu makeup thì có sẵn filter luôn. Anh em cũng có thể bật tắt HDR điều chỉnh focus mode. Tuy nhiên khi mà mở thêm beauty thì sẽ có hiện tượng delay nhẹ nha. Cũng đúng thôi, vì webcam lúc này nó đang làm nhiều tác vụ hơn bình thường mà. Mà đã test với điều kiện ánh sáng đầy đủ rồi thì cũng phải test với điều kiện thiếu sáng chứ đúng không? Bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em xem ha. Nhưng mà để làm rõ hơn về cái chất lượng hình ảnh của em webcam này mang lại thì tôi cũng sẽ test thêm với lại chất lượng hình ảnh của lại iPhone 15 Pro Max nè và máy Sony ZV-M10 ha.
với cái mức giá đâu đó là gần 5 củ mà chất lượng hình ảnh từ một em webcam mang lại cũng không thua kém gì những cái sản phẩm mắc tiền khác, đúng không? Và đó là những chia sẻ của tôi cũng như là những cái trải nghiệm của tôi về em webcam Osbot Tiny Highlight này. Một cái webcam nhỏ thôi nhưng mà có rất là nhiều tính năng AI hay ho. Bên cạnh đó, em webcam này còn đảm bảo được chất lượng hình ảnh khi mà mình sử dụng những cái tác vụ hàng ngày nữa. Anh em thấy sao về em webcam này? Đừng quên để lại comment nha. Bên cạnh đó nhớ like, share, subscribe trên kênh Gen Z. Mình là Yud. Bye bye.